Ở đây mình thấy ngày hôm qua tới giờ thì chúng ta liên hệ rất nhiều đến qua cái vụ việc này, liên hệ rất nhiều đến cái tổ chức gọi là tổ chức phản động hồi xưa là Phunro đó, liên hệ rất nhiều. Thì cái đây mình không có quy kết nha, nhưng mà nhân đây thì mình cũng nói luôn về cái tổ chức này một chút để thấy vì sao Tây Nguyên ở Tây Nguyên mà chúng ta phải quan tâm nhiều như vậy. Hồi xưa mình ở Gia Lai mà, nhiên hồi nhỏ mình sinh ra mình rõ cái tổ chức Phunro này lắm, tại hồi nhỏ là nghe các chú các bác mình ở thành phố Pleiku thì mình đâu có vô làm sao làm xa đâu mà mình biết, nhưng mà các chú các bác đồ mà đi mà về các cái huyện hoặc tỉnh này qua tỉnh kia hồi cái thời đó rất sợ cái tổ chức Phunro này, Đúng bởi vì rồi, nó thường xuyên đường và nó giết hại người người vô tội. mà nó giết Tụi này hại rất là độc ác nữa đó. nó Nó giết không hại khác rất là độc ác. gì của bên Iraq hết á, Syria đó, nó không khác gì, nó giết một cái thời đó như rất nhiều người là chết vì dưới cái sự dã man của cái đám này. Mà Phunro á thì ở đâu ra các bạn? Không Là do Mỹ, phải Mỹ cũng mới giật dây nữa. Đây. Phunro là một cái tổ chức mà Mỹ thành lập từ năm 64 kìa. Đó. Nó viết tắt là một cái hội người dân tộc thiểu số mà bị đàn áp đó. Không phải là cộng sản đàn áp đó, các bạn hiểu. Có nghĩa là khi đó nó đã bị những cái dân tộc này đã bị cái chính quyền diệm và sau này là Thiệu nó đàn áp rồi, cho nên là Mỹ thành lập cái tổ chức này. Nếu mà chúng ta tìm hiểu chúng ta sẽ hiểu được. Thì sau khi chúng ta giải phóng đó, thì Mỹ lại sử dụng cái tổ chức này để chống phá đất nước. Thì mấy chục năm chứ, từ sau giải phóng mà tới năm 92, năm 92 mới gọi là hết đó. Thì năm 92 là có một số trốn trong rừng, khoảng hơn 400 tên trốn trong rừng là ra gọi là đầu hàng. Đầu hàng rồi Mỹ mới đưa qua Mỹ sống. Mình không biết là Mỹ họ tốt thật hay là họ nuôi để làm cái công cụ để họ sử dụng sau này, giống như những cái kẻ mà tị nạn chính trị bên Mỹ cũng vậy thôi. Mỹ hồi đó giờ xưa giờ Mỹ không cho không ai cái gì hết, không nuôi không ai cái gì hết, nếu không mang lại những cái lợi ích cho nước Mỹ. Mà lợi ích nước Mỹ ở đó là gì chúng ta biết rồi, chúng ta nói thẳng ở đây không cần phải giấu giếm quanh co. Bởi vì cái hồi nãy An Nhiên có nhắc đến cái diễn biến hòa bình thì rõ ràng chúng ta là những cái người quan tâm chính trị, chúng ta sẽ hiểu được diễn biến hòa bình nó là những cái gì, những cái gì, đúng không? Thì ngoài cái nó đánh phá trên cái mặt trận văn hóa tư tưởng thì cái vấn đề tôn giáo dân tộc cũng là cái mà nó rất là chú trọng. Đó, đánh phá ghê lắm, bởi vì đó là vấn đề nhạy cảm, tôn giáo dân tộc rất nhạy cảm. Chúng ta không thể mà dùng những chính sách hà khắc đàn áp đối với người đồng bào dân tộc. Rõ ràng đảng nhà nước chúng ta rất là khoan hồng khi mà những cái tổ chức phản động Phunro đó chúng ta vận động ra đầu thú thì rõ ràng chúng ta thấy là đảng nhà nước đã khoan hồng như thế nào. Họ chỉ đưa ra những cái gọi là cái làng bản để họ kiểm điểm thôi, họ thông báo là người này là tham gia bây giờ quay đầu lại đó. Thì mình rất là khoan hồng, thậm chí không bỏ tù nữa cả, khoan hồng đến như vậy thôi. Nhưng mà cái gì mình vấn đề nào nó có hai mặt hết. Một số đối tượng sẽ nhận thấy cái sự khoan hồng của pháp luật là rất tốt cho họ và họ sẽ chí thú làm ăn, họ trở thành một công dân lương thiện. Nhưng một số kẻ ngược lại thì lại lợi dụng vào cái sự khoan hồng đó để tiếp tục chống phá. Bởi vì nó nằm trong tư tưởng cho nên mình không thể biết kẻ nào là cái kẻ tiếp tục chống phá, trừ khi nó biểu lộ ra ngoài. Thì đó là những cái kẻ mà đã gọi là tổ chức ở trong nước
rồi một số kẻ nước ngoài mà được Mỹ đưa qua đó, bắt đầu nó tiếp tục. Và năm 2000 đó là nó cho ra đời cái nhà nước đề ga, đúng không? Tin lành đề ga. Kêu gọi là thành lập một nhà nước đề ga ở Tây Nguyên tiếp tục chống phá. Thì rõ ràng Thì mình sâu chuỗi lại mình thấy rõ ràng cái sự việc hôm nay không phải là tự nhiên nó có đâu. Mình chưa kết luận, nhưng mà nếu mà ai hiểu về vấn đề chính trị, hiểu về Tây Nguyên, hiểu về tôn giáo dân tộc thì mình rõ ràng mình sẽ thấy nó là một cái quá trình rất dài, đúng không? à, giống như giờ Nhiên nói, Nhiên kể Nam Phong nghe cái tụi nó lên, tụi nó gieo rắc những cái điều xấu cho người đồng bào và các em nhỏ chưa có hiểu biết về lịch sử Việt Nam đó. Thì cái nick nó dùng một cái nick là Diễm Phạm, nhưng mà cái hình đó là Nhiên chắc chắn là không không phải là nhân vật chính. Tụi nó Đúng cũng rồi, thấy tụi nó ghép vẫn mà. tụi nó ghép và tụi nó cũng coi như là trá hình thôi. Thì tụi nó đang dùng những cái chiêu trò là đưa những cái đồng tiền ngày xưa lên để mà so sánh và nói sai sự thật. Thì Nhiên đã tham khảo và hỏi những người nhân nhân chứng sống có mặt và trong cái thời chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ. Thì những cô chú anh chị và những người mà làm biệt động ở trong trong cái thời cuộc thời bây giờ đó, thì các cô chú anh chị cũng đã đưa ra cho Nhiên những cái sự thật và trình bày cho Nhiên những cái sự thật về cái đồng tiền. Thì cái nick Facebook Diễm Phạm này á đưa ra là tiền của Việt Nam Cộng Hòa, tiền ngày xưa á là 5.000 đồng là mua được tới 3.500 mét vuông đất. Và khi mà Nhiên đưa ra để hỏi những nhân chứng sống, thì các cô chú anh chị mới nói cho Nhiên biết được là thuở xưa khi những người mà đi lính của Việt Nam Cộng Hòa, người ta chỉ nhận được cái số tiền lương trả từ 16.000 đến 33.000 trong một năm. Và một cái chiếc xe Honda hiệu 67 thuở bấy giờ, cái chiếc xe đó là trị giá là 35.000 đô, 35.000 tiền tiền quốc gia Việt Nam. Vậy thì cái số tiền mà 5.000 đồng tiền quốc gia Việt Nam mà bà ngoại của cái nick Facebook Diễm Phạm đó giữ lại tới 10 tờ, và Diễm Phạm nói là 5.000 đồng có thể mua được 3.500 mét vuông. Vậy thì cái đó chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ cái nick này đang tuyên truyền sai sự thật, và với mục đích là nói xấu đảng và nhà nước Việt Nam mình, nói xấu chế độ Việt Nam mình, và đưa ra những cái nhận định thiếu cái sự hiểu biết, kém sự hiểu biết, để làm chi? Để dắt mũi các em mới lớn không biết gì về lịch sử, không hiểu sâu về lịch sử, và họ không biết gì về xã hội, không hiểu gì về chính cuộc, nó dắt mũi các em đó đó. Và gần đây Nhiên thấy rải rác ở trên các đấu trường những cái tờ tiền cũ ngày xưa xuất hiện đó. Các anh chị em có thấy không, là tụi nó đem lại những cái điều xấu độc hại để làm gì? Để mà kích động lôi kéo những người kém hiểu biết đó, để làm những cái công cụ sai cho tụi nó, đến khi người dân mình bị vỡ lẽ ra và vô tình dính vào vi phạm pháp luật Việt Nam. Thì đương nhiên khi các bạn, các anh chị em, cô chú đã vô tình làm công cụ cho tay sai để chống phá đất nước Việt Nam mình, thì các anh chị em, cô chú phải chấp hành những cái khung hình mà đưa ra của bộ luật tố tụng dân sự, tố tụng hình sự đó. Lúc đó các anh chị em, cô chú sẽ thấy rõ cái bộ mặt xảo trá của cái bọn chống phá như thế nào. Tụi nó sẽ dùng các anh chị em, cô chú ra làm bức tường phong để trục lợi kiếm tiền.
rồi tụi nó không làm cái gì để mà bù đắp lại những cái sự mất mát của gia đình các anh chị, và các anh chị phải thụ án những cái mức án theo khung hình xử phạt của pháp luật Việt Nam mình. Và các anh chị có thấy điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của cả đại gia đình mình, của dòng họ mình, của cha mẹ mình đó. Cho nên chúng ta làm bất kỳ việc gì bây giờ thời buổi 4.0 rất là dễ hiểu biết, và chúng ta phải tra vào những cái từ điển và những cái trên những cái tờ báo chính thống của nước Việt Nam mình thì mới tìm hiểu được sự thật. Chứ các anh chị đừng nghe những lời của những thế lực mà sống bên nước ngoài đưa ra những cái vấn đề lịch sử, tại vì những kẻ thua cuộc lúc nào nó cũng cho là nó là đúng. Nhưng mà nếu như nó đúng thì làm sao nó thua cuộc được các anh chị? Đúng không? Nếu như mà đúng thì không bao giờ mà thua cuộc. Cho nên á, chính nghĩa luôn thắng hung tàn là như vậy. Đó, thì những cái lời mà tụi nó đưa ra chỉ là bạo biện và dắt mũi các anh chị em để đi vào cái con đường mà sai trái, làm công cụ cho tụi nó, tay sai cho tụi nó đó. Chúng ta hãy cố gắng làm việc. Những đồng tiền tụi nó cho quý vị chỉ là làm cho quý vị mai một đi cái trí tuệ của quý vị mà thôi. Quý vị sẽ bị tụi nó tẩy não và cái bộ não của quý vị sẽ không hoạt động được để mà suy nghĩ tới cái kinh tế của mình. Tại sao mình không dùng cái chất xám của mình để mình lo kinh tế mà mình phải trông chờ vào những cái đồng tiền mà dơ bẩn như vậy? Khi quý vị đã vô tình nhận được những cái đồng tiền từ nước ngoài gửi vào là quý vị vô tình bán đi danh dự gia đình và bán đi tổ quốc thương yêu của mình rồi. Đó. Thì nhiên kêu gọi lương tri của quý vị, kêu gọi cái trái tim của quý vị hãy trở về lại với hiện tại để mà mình sống cho gia đình, cho bản thân, cho quê hương, cho đất nước, cho những người xung quanh của mình. Đừng để những cái kẻ mà hả lưu vong ở bên này dắt mũi. Đất nước của chúng ta hiện tại bây giờ đang rất là phát triển, có rất là nhiều công ty nước ngoài, kể cả những công ty tập đoàn lớn của Mỹ, người ta cũng đã chú ý vào cái vị thế của Việt Nam mình. Và chúng ta sẽ vươn tầm lên trong tương lai thôi. Và các anh chị em cô chú sẽ còn có rất là nhiều việc làm trong tương lai. Bởi vì những công ty của Mỹ, người ta đã quá mệt mỏi với lại những cái đánh thuế của Mỹ rồi. Cho nên là người ta nhắm vào thị trường kinh tế của Việt Nam mình. Và hiện nay có tới 52 công ty lớn của Mỹ đã về tới Việt Nam và tham khảo thị trường kinh tế của chúng ta. Để làm gì quý vị? Vì sao họ chọn chúng ta? Vì sao họ chọn Việt Nam của chúng ta? Nếu như Việt Nam của chúng ta không có làm được việc gì nên nên trò giống như bọn xuyên tạc nói, thì những công ty lớn của Mỹ họ sẽ không bao giờ nhắm vào Việt Nam của chúng ta. Nếu như đảng và nhà nước của chúng ta không có ngoại giao tốt thì những công ty lớn của nước ngoài sẽ không bao giờ mà chú ý tới một đất nước nhỏ bé và nghèo nàn như chúng ta được đâu. Đó, tất cả mọi thứ chúng ta có được vị thế ngày hôm nay, những nguyên thủ quốc gia trên thế giới họ đến bắt tay giao thương với lại đất nước Việt Nam mình trên thương trường kinh tế là nhờ ai quý vị? Là nhờ sự Lãnh đạo ngoại của giao Đảng. tài tình, ngoài sự ngoại giao tài tình của đảng và nhà nước, chính phủ Việt Nam mình. Vậy mà các thế lực ở bên này lại đi xuyên tạc nói xấu. Thì các anh chị nghĩ đi, chính phủ Việt Nam mình có trăm công ngàn việc để mà lo bảo vệ biên cương, lo bảo vệ hải đảo, lo bảo vệ sự an toàn của người dân và lo cái kinh tế của người dân đối với nước ngoài nữa. Đem việc làm từ nước ngoài đến về lại đất nước mình cho người dân mình, để người dân mình phát triển kinh tế. Thì các anh chị có thấy trọng trách của đảng và nhà nước mình á, nó lớn lao như thế nào hay không? Đúng không Rất Nam nhiều Phong? kẻ không có hiểu được điều đó,
mình đồng ý với anh Nhiên ở một cái vấn đề mà anh Nhiên chia sẻ là cái việc mà bị lợi dụng đó. Thì trước giờ đâu phải là không có những cái bài học, đâu có những cái tấm gương đâu. Những kẻ mà bị lợi dụng, mình ví dụ thôi, bây giờ trong số những cái kẻ mà vi phạm pháp luật này, chắc chắn họ sẽ bị xử lý, đúng không? Xử lý hình sự, và rất nhiều kẻ sẽ ở cái mức gọi là cao nhất, đó là tử hình. Đó là cái điều chắc chắn rồi. Giết người thì không thể nào mà thoát được. Kẻ nào mà gọi là cầm súng trực tiếp giết, hoặc là gọi là chủ mưu á, thì chắc chắn không thoát được cái án tử hình đâu. Vậy thì bây giờ mình chỉ đặt ra một cái câu hỏi, không? Khi cái kẻ đó đã đền tội rồi, thì vợ con, cha mẹ, mẹ già, con nhỏ thì ai lo cho họ? Có cái thế lực thù địch, cái đám chống phá nào ở nước ngoài nó xúi giục xong rồi nó về nó lo, nó gửi tiền gì nó lo cho cha mẹ vợ con của những cái người đó không? Không bao giờ. Tụi nó khóa, Khi tụi nó khóa, xong, tụi nó lóc đúng liền, không tụi ơi, nó chặn Facebook của người nhà luôn. nó lợi dụng xong thì coi như nó phủi, đúng không? Tất cả những cái kẻ mà trước giờ đã bị tù, hoặc là chưa bị, hoặc là đều như vậy hết. Bây giờ anh Nhiên cứ hình dung như, ví dụ như là con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chẳng hạn, trước kia nó chống phá đất nước thì nó được tung hô ghê gớm lắm, bởi Hô là mẹ vì nắm nó á, còn giá trị là lợi mẹ đó. dụng, nó đang còn giá trị lợi dụng, thì nó giống như là nó tăng bốc lên để tiếp tục chống phá. Mà khi mà đi qua Mỹ rồi thì cái việc mà chống phá nó không còn nữa, thì xem như là nó bỏ vô cái sọt rác đó. Không có đứa nào nhắc đến, đứa nào nhắc đến. Thì rõ ràng những cái kẻ mà nó gọi là ngu dốt đó, mà bị tụi nó xúi giục đó, không nhận ra những cái việc đó hay sao đó, những cái tấm gương đó khi mà chống phá đất nước xong rồi bị bắt, bị tù, thậm chí bị trả giá rất là đắt, nhưng mà vẫn không sáng con mắt ra, vẫn ảo tưởng là có thể lật đổ được cái chế độ này, hoặc là ảo tưởng về những cái đồng tiền nó gửi về, nó lo cho. Nhưng mà khi mà hết giá trị lợi dụng rồi thì có đứa nào nó quan tâm đâu, ai quan tâm hết. Thì những cái kẻ này cũng vậy thôi, những cái kẻ phạm pháp này cũng vậy thôi, khi mà bị pháp luật trừng trị rồi thì ai là cái người đau xót nhất? Đó là cha mẹ, là vợ con, những người còn sống, họ họ là những người đau khổ, họ mất đi người thân, mất đi cha mẹ, mất con, đúng không? Vợ mất chồng, con mất cha. Nhưng mà đâu khi mà sự việc rồi thì hối hận bao giờ cũng đã muộn. Đó thì mình muốn nói ở đây là nước nào cũng vậy, cũng có những cái vấn đề gọi là cần phải khắc phục. Nam cũng vậy, mà Mỹ cũng vậy. Mỹ phát triển hơn Việt Nam cách đây gần 300 năm rồi, mà tại sao những cái vấn đề tồn tại của nước Mỹ vẫn không thể giải quyết được? Đâu phải là cứ giàu có là giải quyết được đâu, đâu phải cứ theo tư bản là giải quyết được đó, không? Đất nước nào cũng có những vấn đề gọi là mặt trái, gọi là tiêu cực. Thì chúng ta sống, chúng ta phải luôn nhìn đất nước theo một cái hướng lạc quan. Rõ ràng chúng ta đang phát triển mà. Bây giờ mình lấy cái ví dụ của hình tượng của hai cái con gọi là con ruồi và con ong đi. Bây giờ con ong nó hàng ngày nó đi, nó ở trên cây, nó đi hút mật, đúng không? Nó đến tìm đến những cái bông hoa thơm có mật nó hút. Thì rõ ràng con ong đó nó nhìn toàn là xung quanh nó toàn là mật ong phấn hoa thơm, nhưng mà khác với con ong đó là con ruồi đó, nó toàn là tìm những cái nơi mà rác rưởi hôi hám sình lầy, đúng không? Xú uế để nó ăn, nó sống ở đó. Thì khi mà nó nhìn xung quanh nó thì toàn là rác rưởi thôi, chứ nó không bao giờ nó nhìn thấy là trên cây cao kia là có mật, có phấn hoa đâu, để nó tìm để nó ăn. Thì những cái kẻ mà chống phá, hoặc là những cái kẻ lười nhác lao động ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài cũng vậy thôi, nó y như những con ruồi đó. Nó nhìn cái đất nước Việt Nam, nó nhìn xã hội Việt Nam, chỗ nào cũng toàn là dơ bẩn, chỗ nào toàn là hôi tanh rác rưởi, là bởi vì cái vị thế của nó ở
ở đó, nó chỉ nhìn thấy tới đó thôi chứ không thấy người ta làm ăn phát triển hàng ngày hàng giờ, họ nhìn cái mặt tích cực để họ làm. Còn nếu mà nhìn tiêu cực thì đi đâu cũng vậy, nước nào chẳng có tiêu cực, Chính xác. đúng rồi, không có nước nào không có. Bây giờ có qua đến Mỹ bất tài vô dụng hả, ở Việt Nam bất tài vô dụng, qua Mỹ thì làm được cái gì? Mỹ nó đâu nuôi không ai ai bao giờ đâu, đừng có nghĩ là qua Mỹ là sung sướng. An Nhiên là người một Việt kiều Mỹ, An Nhiên hiểu rõ điều đó, ở Việt Nam rất là dễ sống nếu chúng ta chịu khó lao động, chịu khó lao động. Ảo tưởng là lên ấy, ảo tưởng là phải được đi nước ngoài rồi ở bên đó nó lo cho, đi mấy chục năm mà giờ rác đầy. Nhiên đã từng nói rồi, các bạn qua qua nước ngoài các bạn phải cày nhiều hơn, phải làm nhiều hơn khi các bạn còn sống ở Việt Nam nữa kìa. Tại vì á, ở nước ngoài các bạn phải trả đủ loại tiền đó, đủ loại tiền theo cái hóa đơn của từng cái mà các bạn sử dụng đó, thì các bạn còn ngoài trả những cái hóa đơn đó, các bạn còn phải trả thêm tiền thuế của các bạn làm ra trong cái thu nhập của một một năm các bạn làm ra nữa. Các bạn sẽ trả rất là nhiều khoản thu, và nếu như các bạn không không chịu lao động nhiều thì các bạn sẽ sống cuộc sống rất là chật vật vất vả. Các bạn không trả thuế cho chính phủ thì các bạn sẽ không có được cái sự mà ưu đãi nào cả luôn. Mà thậm chí nhiều khi các bạn đã đóng thuế cho chính phủ rất là nhiều năm, khi các bạn xảy ra chuyện các bạn muốn xin những cái khoản tiền nào đó, các bạn điền đơn rất là nhục nhã. Rất nhục nhã đã đành rồi mà các bạn còn phải chờ đợi cho đến lượt. Rồi tụi nó cứ cho mình cái thời gian chờ đợi, các bạn đâu có am hiểu tiếng Anh nhiều đâu. Các bạn chờ đợi riết rồi các bạn cũng phải nản, cũng phải lo mà đi làm, cũng phải lo mà gượng dậy mà đi làm mà kiếm tiền mà thôi. Đó, không trả tiền nhà thì họ đuổi ra ngoài, thời tiết mùa đông thì lạnh lạnh mà âm, có những ngày nó âm tới mấy chục độ C của Việt Nam mình, chịu nổi cái cảnh lạnh ở khi mà ngủ bên ngoài hay không? Hoặc là thời tiết mùa hè có những ngày mà các bạn nó nóng mà các bạn phải bốn mấy độ, thì các bạn bỏ một cái chảo ra ngoài các bạn có thể chiên được một cái trứng ốp la luôn đó. Các bạn có chịu nổi cái nóng của cái thời tiết như vậy hay không? Nếu như các bạn không chịu đi làm thì các bạn không có nhà ở, các bạn sẽ không có xe đi, và các bạn sẽ sống cái cuộc sống rất là chật vật, đói khát. Các bạn đi ra ngoài các bạn ngồi xin xin tiền người ta cũng sẽ không cho, tại vì nhìn sức trẻ trai trẻ đó, lưng dài da rộng kiểu đó, ai mà cho mình tiền đó. Ở Việt Nam á, các bạn khó khăn các bạn còn có thể có được cái sự đùm bọc của lối xóm. Cho dù mình nhà mình khó khăn vất vả đi nữa, các bạn qua nhà lối xóm còn có thể cho các bạn được tô tô canh chén cơm để mà qua ngày. Còn ở bên nước ngoài các bạn đến nhà người ta, các bạn chỉ cần đứng sớ rớ bên ngoài thôi, nó có quyền dùng súng để mà nó bắn, tại vì nó sợ các bạn sẽ gây nguy hại cho tụi nó. Bên nước ngoài là nước tư bản, nó tự do về súng đạn. Cho nên là các bạn đừng có nghĩ là cái cuộc sống ở Mỹ rất là đơn giản. Nhiên đã từng chia sẻ lên trên tường của Nhiên về những cái vụ tiêu cực và những cái tệ nạn xã hội xảy ra tại Mỹ như thế nào rồi. Đó, các bạn hãy tìm hiểu cho thật kỹ trước khi quyết định cái con đường lựa chọn tương lai của mình, và làm bất cứ việc gì đừng để mình lâm vào cái cảnh mất mất đi cái quyền công dân của nước Việt Nam mình. Đó là lời khuyên chân thành gửi đến tất cả các bạn đó. Thì những gì An Nhiên chia sẻ ở bên nước ngoài thì rõ ràng mình những người còn ở trong nước đó, thì hãy nhận rõ cái điều đó, đừng ảo tưởng nữa. Nếu chúng ta giỏi, đúng không, chúng ta siêng năng thì ở ở Việt Nam hay ở bất cứ đâu chúng ta cũng có thể phát triển. Nhưng mà còn cái tư tưởng mà gọi là nằm ngửa ăn sẵn, qua đó sướng, qua đó nhà nước lo, chính phủ họ lo, những cái bài học
những cái tấm gương nó bây giờ cái thời buổi internet nó phát triển rồi thì chúng ta tìm hiểu nó đâu có khó đâu.